Xin chào tất cả các anh chị đang đến với kênh ATP Club Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm video về phân tích rổ cổ phiếu VN30 từ ngày 26 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 8. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào chỉ số VN30 trước. Thì chỉ số VN30 xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tăng. Và nó đang có kháng cự là ở 91. Và nó có hỗ trợ là ở 894. Thì thằng VN30, chỉ số VN30 này á, trong tuần tới á, nếu khả năng, nhiều khả năng á, là nó không có vượt đỉnh được là ở 905 á, thì nhiều khả năng á, nó sẽ giảm điều chỉnh về ở các vùng là ở là 895 hoặc là 881. Thì đây sẽ là vùng hỗ trợ của giá nếu mà nó không vượt được ở 905. Tiếp theo là chúng ta chuyển qua mã cổ phiếu là BID. Thì BID á, xu hướng hiện tại của nó đang là xu hướng tăng và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng. Tuy nhiên á, trong tuần tới á, nhiều khả năng á, nó sẽ điều chỉnh về các mức hỗ trợ như là ở 36.1 hoặc là 34.4 đó. Thì BID hiện tại á, nó về xu hướng dài hạn á, nó vẫn có là ủng hộ xu hướng tăng mạnh, thì mình tốt nhất á, là mình nên canh mua ở các vùng hỗ trợ này đó, để tiếp tục kinh doanh, tiếp tục theo xu hướng. Tiếp theo là chuyển qua mã BVH. BVH á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy. À, nó đang có kháng cự là ở 81.7 hoặc là ở 85. À, thì đây là vùng kháng cự của nó. Ở khung ngắn hạn hơn á, thì nó vẫn chưa cho gì là một dấu hiệu là tích cực là để tăng giá trở lại. Thì tốt nhất là mình ở ngoài quan sát và chờ tín hiệu rõ ràng rồi mình sẽ tham gia vào. Tiếp theo là chuyển qua mã CTD. CTD á, thì xu hướng hiện tại á, của nó đang là một xu hướng chưa rõ ràng. Nó vẫn chưa, xu hướng của nó là sắp chuyển qua thành một xu hướng giảm. Hiện tại thì nó trong tuần vừa rồi á, nó đang đi tích lũy nên xu hướng hiện tại của nó là chưa rõ. Vậy nó đang có kháng cự là ở 106. Thì về cái mã cổ phiếu CTD này á, thì tốt nhất là mình cũng nên đứng ngoài và chờ quan sát, chờ nó một cổ tín hiệu rõ ràng hơn thì mà hẳn giao dịch. Tiếp theo là chuyển qua mã CTG. CTG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. Và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tích lũy. Và nó đang có kháng cự là ở 20.8 hoặc là ở 21.5. Thì đây là vùng kháng cự của nó. Hiện tại thì CTG nó vẫn chưa do gì là dấu hiệu tích cực để mình kinh doanh cả. Thì tốt nhất là mình nên đứng ngoài. Tiếp theo là qua mã DBM. DBM thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. Và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy. Và nó đang có kháng cự là ở 16.1. Về các khung ngắn hạn hơn á, thì nó vẫn chưa cho là dấu hiệu tích cực. Thì vì vậy là mình cũng không nên đầu tư về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là AIB. Thì AIB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. Đó, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy. Và nó đang có kháng cự là ở 17.6.
và ở 17.9 thì đây là vùng kháng cự của nó. Về mã cổ phiếu này á thì tốt nhất á là mình nên chờ mua ở 16 đó thì nó sẽ tốt hơn. Tốt nhất là mình nên chờ ở 16. Còn hiện tại thì mình chỉ đứng ở ngoài quan sát thôi. Tiếp theo là mã cổ phiếu FPT. FPT á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. FPT xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tăng. Và nó đang có hỗ trợ là ở 47.6 cho đến 49.1. Thì đây là vùng hỗ trợ của nó. Thì FPT á nó không có kháng cự và nó đã vượt đỉnh rồi. Nó đã vượt đỉnh trong cái thời vậy. Thì để kinh doanh về mã cổ phiếu FPT này á thì tốt nhất á thì tốt nhất là mình nên cân nhắc là mình chờ mua ở các vùng hỗ trợ này thì nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì xu hướng dài hạn của nó vẫn là một xu hướng tăng. Thì tốt nhất là mình nên chờ mua ở điều chỉnh. Tiếp theo là mã GAS. GAS thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy. Đó, và nó đang có kháng cự là ở 105. Thì về GAS á thì nó cũng chưa rõ ràng về xu hướng lắm. Thì tốt nhất á là mình nên chờ quan sát ở các mức như là các vùng hỗ trợ. Về các vùng hỗ trợ thì mình có thể mình cân nhắc mua, đó là vùng 94.4 hoặc là ở 97.5. Thì đây là sẽ là vùng hỗ trợ của nó, thì mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình mua vào ở khúc này. Tiếp theo là qua mã GMD. GMD thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng. Tuy nhiên á trạng thái giá tăng và nó đang có hỗ trợ là ở 27 và nó đang có kháng cự cho dài hạn đó là 34. Thì về xu hướng dài hạn hơn á là nó đang cho một xu hướng tăng đó, và trên khung đồ thị tuần, ở trên khung đồ thị ngày á thì nó cũng là báo hiệu cho một xu hướng tăng. Thì để thuận theo xu hướng á, tốt nhất là mình nên chờ mua ở vùng giá 27 này đó. Mình mua ở giá 27 này và mình có thể là cân nhắc mình chốt lời ở dài hạn đó là 34.8. đó là chiến lược cho thằng GMD. Tiếp theo là qua mã HD Bank. Thì HD Bank á thì xu hướng hiện tại á của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá đi ngang. Thì trong tuần tới á mà nếu rằng HDB này nó vượt qua được cái giá mà 26.5 á, 26.6 á thì mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình mua và mình kinh doanh theo kiểu là kinh doanh break out. Thì nếu mà giá nó vượt qua đây được á thì nhiều khả năng á nó sẽ là chạm ở cái mức là 28.4. Đó. Thì nếu các nhà đầu tư mà muốn đầu tư về HDB này á thì mình có thể mình cân nhắc mình quan sát khi nào nó vượt qua 26.6 thì mình có thể là cân nhắc mình mua vào. Tiếp theo là qua mã HBG. Thì HBG á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tích lũy và nó đang có kháng cự là ở 23.8 hoặc là ở 25.4. thì đây là vùng kháng cự của nó. Thì mình có thể mình cân nhắc đó, mình chờ mua ở các điểm hỗ trợ như là ở 22.5 hoặc là ở 22.1. thì mình có thể là mình cân nhắc chờ mua ở các vùng này và mình chốt lời là ở 23.8. và nếu vượt qua được 23.8 thì mình có thể là mình cân nhắc mình mua thêm và mình chốt lời ở 25.4.
Tiếp theo là qua mã MBB. MBB á, thì xu hướng hiện tại á, của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng, và nó đang có hỗ trợ là ở 21.5. Đó, và kháng cự của nó đang là 24. Thì về mã MBB này á, nếu mà trong tuần tới á, mà nó không có vượt được cái đỉnh là ở 20-23 thì nhiều khả năng á, nó sẽ giảm điều chỉnh về ở 22 hoặc là ở 21.5. Thì lúc này á, mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình chờ mua vào. Đó. Còn về ngắn hạn hơn á, ở về ngắn hạn là ở ở khung đồ thị ngày á, thì nó đang nằm ở trong vùng kháng cự này nè. Đó. Nó đang nằm trong vùng kháng cự là ở 22.8 cho đến 23.2. Thì đây là vùng kháng cự của nó. Mà nếu mà nó vượt qua được cái vùng này á, thì nó sẽ tiến lên là vùng giá 24. Tiếp theo là chuyển qua mã Masan. Masan á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có kháng cự là ở 82.4 hoặc là ở 78, 79. Đây là vùng kháng cự của nó, từ 79 cho đến 82. Thì về mã Masan này á, nó vẫn cho là một xu hướng giảm mà. Và còn tín hiệu ngắn hạn hơn á, thì nó cũng cũng không cho tín hiệu là tích cực mấy. Thì tốt nhất là mình không nên đầu tư về mã Masan này. Tiếp theo là chuyển qua mã MWG. MWG thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở 103. Đó. Thì mình có thể là mình cân nhắc mình chờ mua ở 103 cho đến là ở 109. Đó, đây là vùng hỗ trợ của nó. Thì mà nếu mà các bạn mà có còn nắm giữ MWG á, thì nên cân nhắc mình chốt lời. Bởi vì giờ MWG nó đang cho một tín hiệu là giảm điều chỉnh rồi. Thì tốt nhất là mình nên cân nhắc mình chốt lời. Và mình có thể là mình chốt lời một ít, hoặc là mình có thể là mình cân nhắc chốt lời là khi nào mà giá nó đóng cửa mà thấp hơn giá 113 á, thì mình có thể là đóng hết vị thế. Tiếp theo là chuyển qua mã Novaland. Novaland á, thì xu hướng hiện tại á, của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở 60 và kháng cự của nó là ở 64. Thì để kinh doanh thuận theo xu hướng thì tốt nhất là mình nên chờ mua ở vùng 60 này, từ 60 cho đến 61. Đó, thì đây sẽ là vùng mua của nó. Còn mà nếu nó vượt qua được vùng 64 này á, thì mình sẽ cân nhắc mình mua vào và mình chốt lời ở đâu đó ở quanh là vùng 67. Đó là chiến lược dài hạn cho thằng Novaland này. Tiếp theo là chuyển qua mã BNG. BNG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. BNG xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở 80.2 và ở 82.5. Thì đây là vùng hỗ trợ của nó. Thì mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình chờ mua ở cái vùng này, thì để kinh doanh thuận theo xu hướng thì nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo là chuyển qua mã RAE. Thì RAE xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng. Đó, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tăng, nhưng mà nó không có ủng hộ cho việc tăng nữa, thì nó nhiều khả năng á, trong tuần tới nó sẽ là giảm điều chỉnh. Nó sẽ giảm điều chỉnh về các vùng hỗ trợ như là ở vùng 34.9 cho đến vùng 34.3. Thì đây sẽ là vùng hỗ trợ của nó. Thì mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình chờ mình mua vào. Đó. Và mình có thể mình cân nhắc mình chốt lời là ở kháng cự là 38.1. Thì đây là vùng kháng cự của nó. Còn 34
33.3 cho đến 34.9 thì đây là vùng hỗ trợ của nó. Tiếp theo là chuyển qua mã ROT. ROT thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm. Đó, thì vì vậy là mình tốt nhất là mình không nên kinh doanh về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu SAB. SAB thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng. À, xin lỗi. SAB xu hướng hiện tại của nó đang là chưa rõ ràng, nhưng về dài hạn á, thì nó vẫn là một xu hướng tăng. Thì nó đang có các hỗ trợ như là ở 26.6, 267 hoặc là ở 267 cho đến 273 thì đây sẽ là vùng hỗ trợ của nó. Thì mặt về mặt dài hạn thì nó vẫn cho là một tín hiệu tăng. Tuy nhiên ở về khung ngắn hạn hơn thì nó cho một tín hiệu là đó là sẽ giảm điều chỉnh. Thì tốt nhất là mình nên chờ mua và mình nắm giữ dài hạn ở các vùng giá là ở 267 cho đến vùng 273 thì mình có thể là mình cân nhắc mình chờ mua vào. Tiếp theo là về mã FPT. FPT thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy và nó đang có kháng cự là ở vùng ở 17. Thì về mã cổ phiếu SPT này á thì về ngắn hạn nó vẫn chưa cho dấu hiệu gì là tích cực à, thì tốt nhất là mình nên đứng ngoài quan sát giờ, bởi vì xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng giảm mà giờ nó tăng thì cũng chỉ là các nhịp hồi thôi. Chỉ có cái nhịp hồi mà quanh ở vùng kháng cự là ở 16.7 hoặc đến 17. Tiếp theo là chuyển qua mã AXY. AXY thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy. Đó, và nó đang cái có kháng cự là ở 23.2. Thì đây là vùng kháng cự của nó. Thì về mã AXY này á thì về ngắn hạn hoặc là ở các khung đồ thị bình thường á thì nó vẫn cho là một tín hiệu tăng. Thì vì vậy là mình tốt nhất là mình không nên kinh doanh về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã STB. STB á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tăng. Đó, về khung nào và nó đang có kháng cự á, nó đang có kháng cự là ở 10, ở 11 này. Thì kháng cự của nó đang là ở 11. Thì mình tuy nhiên ở khung ngắn hạn hơn á thì nó đang cho là một dấu hiệu tăng và tăng tích cực. Đó. Thì về mã cổ phiếu STB này á thì mình có thể mình sẽ là mình cân nhắc mình chờ mua ở vùng 10.3. Đó. Thì mình sẽ cân nhắc mình chờ mua ở vùng 10.3 và mình chốt là ở 11. Thì đây là chiến lược cho thằng FPT, STB. Tiếp theo là chuyển qua mã Techcombank. Techcombank thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy và nó đang có kháng cự là ở 22 thì và hỗ trợ của nó đang là ở 21. Thì để thuận theo xu hướng á thì tốt nhất là mình nên chờ mua ở vùng 21 này, và nếu giá nó vượt qua được vùng 22 này thì tốt nhất mình cân nhắc mình mua vào, tiếp tục nắm giữ và mình chốt lời ở vùng 24. Thì đó là chiến lược cho thằng Techcombank. Tiếp theo là chuyển qua mã Vietcombank. Thì Vietcombank á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng và nó đang có hỗ trợ là ở 73 cho đến 70. Thì đây là vùng hỗ trợ của nó. Thì để thuận theo xu hướng thì tốt nhất là mình nên canh mua vào ở giá này.
Tiếp theo là chuyển qua mã Vinhome. Vinhome thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng, và nó đang có vùng hỗ trợ là từ 83.4 cho đến vùng 86.5. Thì đây là sẽ vùng hỗ trợ của nó. Đó, và kháng cự của nó là ở quanh đâu đó là tầm 91.7. Từ 90 cho đến vùng 91.7 thì đây là sẽ là vùng kháng cự của nó. Thì để thuận theo xu hướng á, thì mình đang cân nhắc mình chờ mua ở các vùng hỗ trợ này là từ 83.4 cho đến là vùng 86.6. Tiếp theo là chuyển qua mã VIX. Thì VIX thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tăng. Và trong tuần tới á, nhiều khả năng á, mà nếu mà nó không có vượt qua đỉnh là ở 127 á, thì khả năng nó sẽ là điều chỉnh về ở 120 121. Thì nó sẽ điều chỉnh về vùng 119 cho đến vùng 121. Về dài hạn hơn á, thì nó vẫn cho là một tín hiệu tăng à. Thì tốt nhất là mình nên chờ mua ở các vùng này. Tiếp theo là chuyển qua Vietjet. Vietjet á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở 131 hoặc là 126. Thì đây là sẽ là vùng hỗ trợ của nó. Còn về kháng cự của nó là đang ở 141. Đó. Thì về xu hướng, để thuận theo xu hướng á, thì tốt nhất là mình nên chờ mua ở vùng 126 cho đến 131 này. Và mình có thể mình cân nhắc mình chốt lời ở vùng 141 này. Tiếp theo là chuyển qua mã Vinamilk. Vinamilk á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở 121 và kháng cự là ở 126. Thì ở các khung đồ thị dài hạn á, thì nó vẫn không cho là một tín hiệu giảm mà. Tuy nhiên mà giảm của nó thì cứ giảm, tín hiệu giảm của nó tuy nhiên nhưng không có giảm mạnh. Trừ khi nào nó giảm mạnh là nó vượt qua được giá là 116. Thì về mã Vinamilk này á, thì mình có thêm là mình sẽ cân nhắc mình chờ mua ở 121 này, và mình bán ra ở 126. Cái này là có 3,5%. Thì tốt nhất là về mã Vinamilk này, thì tốt nhất mà là mình cũng nên chờ quan sát đi. Cũng tốt nhất là cũng nên đứng ở ngoài quan sát. Nếu bởi vì nếu mà giá nó vượt qua được 126 này á, thì nó là sẽ là đảo chiều xu hướng, nó sẽ trở thành là xu hướng tăng. Thì tốt nhất là mình nên chờ Vinamilk có được vượt qua được 126 không đó, thì mình hẳn kinh doanh. Tiếp theo là mã VBB. Thì VBB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó cũng là trạng thái giá tăng, và nó đang có hỗ trợ là ở 18.6 và kháng cự của nó đang là ở 20. Đó, thì nếu mà ai đã nắm giữ mã cổ phiếu VBB này á, thì có thể là mình sẽ cân nhắc mình chốt lời một ít ở 20 này. Đó. Và mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình chờ mua ở vùng 18.6 cho đến vùng 19. Tiếp theo là chuyển qua mã VRE. VRE thì xu hướng hiện tại của nó đang là xu hướng đi ngang, và trạng thái giá của nó đang là trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở
33 thì mình có thể mình cân nhắc mình chờ mua ở các vùng hỗ trợ này đó. Thì để bởi vì xu hướng dài hạn đó, thì nó vẫn cho là một xu hướng tăng đó. Thì nếu mà nhà đầu tư nào muốn nắm giữ về dài hạn đó, thì mình có thể là mình cân nhắc mình chờ mua, mình nắm giữ ở vùng 33 này. Thì về video về phân tích rồi cổ phiếu VN30 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Nếu các anh chị mà cần có tư vấn mã cổ phiếu gì thì hãy comment ở dưới, hãy để comment và để bình luận để ở dưới để mình biết và mình sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.